Xin chào các em, xin thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay thì cô cho chúng ta tiếp tục chữa đề thi và đến với tỉnh Thừa Thiên Huế. Có thành phố Huế rất là đẹp và mộng mơ đúng không nào? Và đây cũng là quê hương của nhà thơ Thanh Hải. Qua bài thơ Mùa Xuân Nhỏ Nhỏ chúng ta đã được học rồi đúng không nào? Bây giờ sẽ quan sát tới đề thi của tỉnh Thừa Thiên và xem rằng đề thi của tỉnh Thừa Thiên có làm khó chúng ta không nhá. Đề thi của tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần đọc hiểu, chiếm số điểm là 3 điểm. Và có một điều đặc biệt ở đây là ngữ liệu không nằm ở trong sách giáo khoa, là ngữ liệu được lấy từ bên ngoài. Và không chỉ có một ngữ liệu mà đây có tới hai ngữ liệu. Ngữ liệu thứ nhất, bạn có thể không thông minh, bẩm sinh, nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không phát huy, không hát hay, nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao, nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp, nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn ngon. Chắc hẳn mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn hơn ai hết, trước ai hết phải biết mình, biết nhận ra những giá trị đó. Và quan sát tới ngữ liệu số 2. Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ nơi đâu thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bùng ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời. Hãy bùng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu. Chứ nào, quan sát tới ngữ liệu 1 và ngữ liệu 2, các em có thấy mối quan hệ gì với nhau không? Giữa ngữ liệu 1 và ngữ liệu 2. Thoạt đầu, chúng ta thấy đọc là đọc và thấy được nội dung của ngữ liệu thứ nhất, đó chính là nói về khả năng của con người, đúng không nào? Con người tuy là không có khả năng về mặt này, nhưng lại có những khả năng về mặt khác, đúng không nào? Và tiếp tục đến ngữ liệu số 2, tưởng chừng như hai ngữ liệu không liên quan tới nhau, nhưng thực tế chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngữ liệu 2 ở đây lại nói về loài hoa, chứ không nói về con người nữa. Nhưng ở đây, cho dù là có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ nơi đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, cũng giống như con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù sống bất cứ ở nơi đâu, thì cũng hãy làm sao nhỉ? Bùng ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời. Có nghĩa là sống thật là tốt, mang lại được nhiều niềm vui này, niềm hạnh phúc đến cho mọi người, và hãy cố gắng làm sao vượt được qua những khó khăn. Nào, tiếp tục nào. Câu số 1 ở đây là câu hỏi của phần đọc hiểu, gồm có 4 câu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát tới câu thứ nhất, chiếm số điểm 0,5 điểm. Hai ngữ liệu trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Có nghĩa ở đây, đối với câu 1 này, người ta đã hỏi chúng ta về phương thức biểu đạt chính. Vậy chỉ được phép trả lời một phương thức biểu đạt chính thôi, chứ không được phép trả lời nhiều phương thức biểu đạt. Đúng chưa? Vậy ở đây phương thức biểu đạt chính là phương thức nào? Nào, phương thức biểu đạt chính là phương thức biểu đạt nào? Có phải là tự sự không? Kể lại một câu chuyện nào đó không? Hay là có nhân vật không? Không, đúng không ạ? Thứ hai là phương thức miêu tả. Các bạn lầm tưởng là đối với ngữ liệu số 2 nói tới loài hoa thì phải miêu tả loài hoa đó. Nhưng mà ở đây cũng không kể tên hoặc là không miêu tả bất cứ một loài hoa nào, đúng không nào? Và thuyết minh cũng không có liên quan, đúng không nào? Phương thức hành chính lại càng không phải. Phương thức nghị luận có đúng không? À, chính xác, và đây là phương thức nghị luận. Bình luận đưa ra quan điểm về một vấn đề nào đó. Câu số 2.
chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong câu. Đây là một câu hỏi về phần tiếng Việt. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát rằng thành phần biệt lập trong câu này là thành phần nào. Và trước tiên các bạn hãy nhắc lại cho cô các thành phần biệt lập mà chúng ta đã học. Thành phần biệt lập. Có 4 thành phần biệt lập đúng không nào? Đầu tiên là chúng ta học thành phần tình thái để thể hiện sự phỏng đoán. Thứ hai là thành phần cảm thán để bộc lộ cảm xúc. Đối với thành phần biệt lập thì các em ôn lại thôi nhé, cô sẽ không giảng lại tường tận từng thành phần một. Thứ ba là thành phần gọi đáp để duy trì mối quan hệ giao tiếp. Và thứ tư, đó chính là thành phần phụ chú để bổ sung. Đối với thành phần phụ chú thì thường được thể hiện qua các dấu hiệu như sau. Ví dụ như là giữa dấu gạch ngang này, giữa dấu phẩy này. Đấy. Rồi là gạch ngang, dấu phẩy, vân 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 vân. Lưu ý cho cô một chút nhé. Tiếp là đến trở lại đối với câu hỏi số 2. Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập ở đây. Chắc chắn mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Có nghĩa là gì? Ở đây sử dụng thành phần nào? Đó chính là thành phần tình thái tử. Và ở đây thông qua từ chắc chắn. Với mức độ tin cậy khá là cao, đúng không nào? Mức độ tin cậy cao. Mỗi người có một giá trị khác nhau và mình cố gắng làm sao mà hoàn thành tốt giá trị của bản thân mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm, cần phải thực hiện trong tương lai, đúng không? Chuyển sang các câu hỏi tiếp theo, câu số 3. Câu hỏi chúng ta sẽ đến với câu số 3. Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của phép tu từ trong câu. Hãy bùng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu. Và các em quan sát rằng đối với câu số 3 này chiếm số điểm khá là lớn, 1 điểm. Thế nên là chúng ta cần phải trả lời rất là cẩn thận và đầy đủ chi tiết cho cô nhé. Hãy viết cho cô thành một hình thức là một đoạn văn. Được chưa? Hình thức là một đoạn văn. Và đoạn văn này có giới hạn trong khoảng là từ 3 cho tới 5 câu. Đó. Về mặt nội dung, làm theo cho cô 3 bước. Trả lời theo 3 bước, bước 1, bước 2 và bước thứ 3. Cô cũng đã triển khai rất là nhiều rồi. Nào, bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là các bạn phải xác định đúng cho cô được biện pháp tu từ có ở trong câu này, được sử dụng ở trong câu này hả? Biện pháp tu từ ở đây đó là gì? Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ nơi đâu. Có biện pháp tu từ so sánh ở đây không? Không có từ so sánh, đúng không? Thứ hai là có biện pháp tu từ hoán dụ ở đây không? Không có biện pháp tu từ hoán dụ, đúng không nào? Mà ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ. Ẩn dụ nói về nét tương đồng, còn hoán dụ nói về mối quan hệ gần gũi. Và nét tương đồng ở đây được thể hiện như thế nào? Trên đây là cô giảng thôi nhá, còn các bạn không được ghi nội dung này vào trong vở của mình. Nào, ở đây, hãy bung nở đóa hoa của riêng mình, có nghĩa là giá trị của riêng mình. Dù được gieo mầm ở bất cứ nơi đâu thì chúng ta cũng phải phát huy được giá trị của bản thân. Đúng chưa nào? Phát huy giá trị bản thân. Cũng giống như loài hoa, được chưa? Của bản thân. Dù bông hoa gieo ở bất cứ nơi đâu thì bông hoa đấy cũng bung nở, đúng không nào? Cũng giống như con người, dù sống bất cứ ở nơi đâu thì con người cũng phải phát huy được giá trị của chính bản thân mình và cố gắng hoàn thành tốt. Hoàn thành tốt giá trị của bản thân mình, vươn lên trong cuộc sống.
trong cuộc sống, được chưa nào? Ví dụ như là có người hát hay thì chúng ta hãy cố gắng làm tốt giá trị của bản thân mình đi, đúng không? Có bạn thì học giỏi thì cũng chúng ta cũng làm tốt giá trị của bản thân mình là cố gắng học tốt. Mặc dù là bạn học giỏi đấy hát lại không hay, bạn hát hay nhưng lại không học giỏi. Mỗi người có một sứ mệnh riêng, mỗi người có một giá trị riêng, thế nên là chúng ta cũng cần phải phát huy được giá trị của chính bản thân mình. Đó. Câu số 4. Nội dung của câu 4 như thế nào? Câu số 4 cũng chiếm số điểm khá là nhiều, 1 điểm. Đối với câu số 4 này, các em cũng không nên gạch đầu dòng quá nhiều, mà chúng ta hãy triển khai cho cô Thành đoạn văn. Và đoạn văn của mình cũng có giới hạn từ 5 cho tới, từ 3 cho tới 5 câu. Cho tới 5 câu, hoặc bạn nào có thể là viết nhiều hơn một chút thì đoạn văn của chúng ta có giới hạn từ 5 cho tới 7 câu, tránh tình trạng là viết nhiều quá, lan man quá. Đây là câu hỏi của phần đọc hiểu, chúng ta cũng trả lời trọng tâm, nhưng cũng không nên gạch đầu dòng, cũng không nên ngắn gọn quá mức, được chưa? Câu số 4. Từ hai ngữ liệu trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Như vậy ở đây, câu 4 hỏi chúng ta bài học, và bài học này cho chính bản thân mình. Chính bản thân mình rút ra sau khi mà đọc thật kỹ hai ngữ liệu trên. Nếu mà bạn nào chưa học kỹ, chưa hiểu được nội dung của hai ngữ liệu trên thì chúng ta cần phải là quay trở lại đọc cho cô đoạn ngữ liệu và có thể là ghi nội dung của đoạn ngữ liệu ra. Được chưa nào? Nhưng mà khi mà trả lời các câu hỏi câu 3, câu 2, câu 1 của phần đọc hiểu, cô cũng đã giải thích về rồi. Đấy, như là những bạn nào không tập trung nghe thì đến câu thứ 4 mới bắt đầu hoang mang và trở lại đọc ngữ liệu, đúng không nào? Nào bây giờ, rút ra bài học gì cho bản thân mình? Ở trên đây là các em có thể là tự rút ra được rất là nhiều bài học cho bản thân mình. Cô có thể là gợi ý một số bài học nhé. Và từ đó các em có thể là triển khai hoặc bổ sung thêm vào nội dung của mình. Mỗi người thì lại có một quan niệm riêng. Thế nên là bài học hầu hết là không ai giống ai cả. Nhưng ở trên đây cô sẽ hướng dẫn đưa cho chúng ta một số mấu chốt để bạn nào mà chưa biết thì có thể dựa vào những gợi ý của cô để triển khai cho câu trả lời của mình. Còn đối với những bạn nào đã biết câu trả lời rồi và muốn bổ sung thêm thì chúng ta cũng sẽ theo dõi ở trên đây nhé. Bài học rút ra cho bản thân từ hai ngữ liệu trên đó chính là cũng có thể là xem xét lại đối với câu số 3 này. Bài học rút ra cho bản thân là chúng ta cần phải phát huy được giá trị của bản thân. Đặc biệt là chúng ta phải tin tưởng vào bản thân mình. Và thứ ba, chúng ta cũng không nên ghen tị làm gì cả. Tại sao người ta lại hát hay, mình lại không hát hay? Tại sao người ta học giỏi, mình lại không học giỏi? Nhưng mà chính bản thân mình cũng có những giá trị riêng, đúng không nào? Phấn đấu trong mọi trường hợp. Vân vân. Nào, các bạn có thể là liệt kê thêm hoặc là viết thêm. Nhớ là triển khai thành một đoạn văn thì phải có câu cú nối từ, nối câu cho cô nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong phần đọc hiểu, trả lời 4 câu hỏi. Và có một điều đặc biệt ở đây là ngữ liệu không phải là đưa ra một ngữ liệu nữa, mà có hai ngữ liệu, thế nên là các bạn cần phải đọc thật kỹ và xem xét mối quan hệ nội dung giữa hai đoạn ngữ liệu nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần thứ hai, đó chính là phần làm văn. Cô trò chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó chính là phần tập làm văn.
Và đối với phần tập làm văn này chiếm số điểm là 7 điểm. Như vậy là kết cấu của đề thi là 3-7 đúng không nào? Phần thứ nhất là phần đọc hiểu 3 điểm. Phần thứ hai tập làm văn 7 điểm. Và trong phần tập làm văn thì lại được chia ra thành hai câu. Câu thứ nhất là câu nghị luận xã hội và câu thứ hai là câu nghị luận về tác phẩm văn học. Và trước hết thì cô giáo chúng ta sẽ đến với câu 1. Viết một đoạn văn nghị luận không quá một trang giấy thi, triển khai luận điểm sự tự tin chắc là... Sự tự tin là chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa đưa ta đến thành công. Nào bây giờ các bạn hãy cho cô biết là về mặt hình thức, các em cần phải triển khai cho cô thành một đoạn văn chứ không phải là một bài văn đúng không nào? Và đối với đoạn văn này, giới hạn là không quá một trang giấy thi. Không quá một trang giấy thi, được chưa nào? Tiếp theo là nội dung. Nội dung ở đây bàn về sự tự tin. Sự tự tin có... Sự tự tin là một biểu hiện thế nào? Thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với dàn ý nhé. Để hiểu hơn về sự tự tin ở bản thân mỗi con người. Trước tiên là đối với phần mở đoạn, các bạn dẫn dắt vào đề, nêu được vấn đề cần nghị luận là phải triển khai cho cô được luận điểm này. Triển khai cho cô luận điểm sự tự tin chấm 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 cho đến chữ thành công, được chưa nào? Tiếp theo các em triển khai cho cô tới phần thân đoạn, sử dụng các thao tác lập luận trong văn nghị luận. Thứ nhất là thao tác giải thích. Nào, giải thích về sự tự tin là gì? Sự tự tin là gì? Con người tin tưởng vào chính khả năng của mình, tin tưởng vào lời nói, tin tưởng vào suy nghĩ và hành động của chính bản thân thì được gọi là sự tự tin đúng không nào? Các bạn có bao giờ tự tin bày tỏ quan điểm của mình trước lớp chưa? Đã bao giờ các bạn bày tỏ quan điểm của mình trước một đám đông hay chưa? Nếu các bạn dám thì đó chính là sự tự tin. Được chưa nào? Rồi, hai nhỏ, phân tích. Phân tích các mặt biểu hiện, thứ nhất là biểu hiện của sự tự tin. Em có thể nêu cho cô một số biểu hiện của sự tự tin ở đây. Biểu hiện của sự tự tin là mạnh dạn, bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình, đúng không nào? Và thứ hai, đấy là thể hiện qua lời nói, thể hiện qua hành động, cử chỉ, thì được biểu hiện ra sao? Các bạn có thể nêu vào. Cô nhấn mạnh một chút là phần phân tích. Đối với phần phân tích ở đây, các em phải lấy cho cô được dẫn chứng nhé. Và các bạn có sự tự tin giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và tại sao nó được coi là một chìa khóa? Ở trên này, các bạn có thể giải thích cho cô thêm cụm từ chìa khóa cũng được. Đúng chưa? Chìa khóa là gì? Nhưng mà ở đây chìa khóa mở tới thành công, có nghĩa có sự tự tin dẫn đến trưởng thành này. Rồi, chìa khóa có nghĩa là gì? À, nếu mà bình thường chúng ta biết là chìa khóa thường thường để cho vào ổ khóa và mở ổ khóa đó ra, đúng không? Khi mà các bạn ra ngoài, các bạn cũng cần phải khóa cửa này, các bạn cũng cần phải khóa cổng, đa số là như vậy. Nào, và nhờ có sự tự tin, mạnh dạn của con người đứng trước đám đông để thể hiện khả năng của bản thân mình thì đó sẽ dẫn tới trưởng thành một cách nhanh chóng hơn là những bạn rụt rè, không dám bày tỏ quan điểm của mình trước đám đông, không đưa ra những suy nghĩ, lời nói của mình trước đám đông. Thì trưởng thành sẽ chậm hơn các bạn nếu
chậm hơn các bạn có sự tự tin, đúng chưa? Rồi, nếu mà các bạn có sự tự tin ở đây thì sẽ tạo cho người quan sát nhé, ấn tượng về bản thân mình hơn. Đó, thì đó nổi bật hơn. Và nếu mà các bạn bày tỏ được quan điểm đúng đắn này thì sẽ được nhiều người tán thưởng, sẽ được nhiều người đồng tình. Và bên cạnh đó chúng ta có thể kết giao được rất là nhiều bạn trưởng thành hơn nữa. Được chưa nào? Rồi, đến ba nhỏ: bàn luận, khẳng định vấn đề về sự tự tin, và thứ hai là phê phán, và thứ ba bao giờ cũng là bài học rút ra. Ở đây các bạn phê phán những gì? Những người thứ nhất có hai mặt, phê phán những người tự ti vào bản thân mình, coi mình là kém cỏi và không dám đưa ra cái quan điểm, cái nhìn nhận của mình về một vấn đề. Và thứ hai là phê phán những bạn tự tin một cách thái quá. Được chưa? Rồi, đây là phê phán những người tự ti. Và thứ hai, những người tự tin một cách thái quá. Dẫn tới tình trạng là người ta gọi là thể hiện bản thân, đúng không nào? Ở đây, tự tin đồng nghĩa đi với sự khiêm tốn nhá. Đưa ra lời khuyên là tự tin gắn liền với sự khiêm tốn, biết mình, biết ta. Được chưa nào? Như vậy là còn phần kết bài nữa. Cô xin lỗi, còn phần kết đoạn thì các bạn sẽ triển khai cho cô thành một đoạn văn cụ thể nhá. Và thành công là điều mà chúng ta ai cũng mơ ước. Các bạn hãy rèn luyện cho mình sự tự tin để bày tỏ quan điểm của mình, sẽ kết giao được nhiều bạn hơn và sẽ được nhìn nhận nhiều hơn về năng lực, khả năng của chúng ta. Còn bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng của đề thi. Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2, chiếm số điểm khoảng 5 điểm. Các bạn lưu ý ở đây là về mặt hình thức. Hình thức là triển khai cho cô thành một bài văn. Bài văn thì phải có bố cục kết cấu rất là chặt chẽ, mở bài, thân bài, kết bài. Lưu ý nhé, nhiều bạn lại viết thành đoạn văn đấy. Và nội dung của 4 câu thơ này, trước hết đã, chưa bàn về mặt nội dung, thì phải xem xét rằng 4 đoạn thơ này nằm trong tác phẩm nào của nhà thơ nào. Ai chính xác về 4 khổ thơ này thì được nằm trong tác phẩm Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy. Về mặt nội dung, ở đây chúng ta thấy là 4 khổ thơ nói về gì, nhắc nhở con người điều gì, và nội dung này cũng nhắn nhủ tới một thông điệp gì của tác giả. Các bạn cần phải làm rõ cho cô thông điệp gửi gắm tới độc giả. Nào, làm theo các hình thức mà cô đã hướng dẫn các bạn ở các giờ trước rồi. Mở bài, có thể mở bài trực tiếp và gián tiếp. Thân bài một nhỏ, khung bao giờ cũng là khái quát. Khái quát cho cô về hoàn cảnh sáng tác. Khái quát cho cô về thể thơ. Khái quát cho cô về tác giả, đôi nét về tác giả. Rồi, hai nhỏ. Các bạn viết sâu cho cô vào phần phân tích kết hợp với cả chứng minh. Chứng minh ở đây trích thơ ra để phân tích. Nào, còn đối với phần phân tích, chỉ ra cho cô hình ảnh thơ. Phân tích cho cô các biện pháp tu từ. Phải chỉ ra được thông điệp. Ba nhỏ là các bạn đánh giá cho cô về mặt nội dung. Bạn đánh giá cho cô về mặt nghệ thuật. Cuối cùng là phần liên hệ. Liên hệ ở đây liên văn bản. Các em có thể liên hệ tới câu ca dao, câu tục ngữ mà được học. Nếu mà trong bài này thì liên hệ như thế nào? Thì trước hết bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với phần phân tích. Cuối cùng là kết bài nhá. Đi sâu vào phần phân tích để nói rõ hơn. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương. Ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Kết thúc cuộc chiến tranh, tác giả đã trở về với thành phố, và cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, không phải
sống ở nơi rừng hoang vu lạnh lẽo nữa, mà ở đây về thành phố quen ánh điện cửa gương là những trang thiết bị hiện đại. Và hình ảnh của vầng trăng đi qua qua ngõ, vầng trăng này nó đã trở thành quá khứ rồi và hiện tại tác giả chỉ quen với ánh điện, quen với cửa gương. Và vầng trăng đã trở thành người dưng qua đường, đã trở thành quá khứ rồi mà tác giả không còn quan tâm để ý tới. Trước kia thì hình ảnh của vầng trăng gắn liền với tuổi thơ của tác giả, đúng không nào? Thình lình đèn điện tắt, ở đây chúng ta thấy có một tình huống đột ngột xảy ra, đó chính là đèn điện tắt. Và khi đèn điện tắt thì lẽ thường tình con người sẽ tìm đến ánh sáng của tự nhiên. Và ở đây, phòng building ở trên tầng cao tối om như một phản xạ thì con người đã bật tung cửa sổ. Tác giả đã tìm đến nguồn sáng và đột ngột gặp lại vầng trăng tròn như gặp lại người xưa cũ, gặp lại quá khứ của mình. Và biết bao quá khứ tươi đẹp đã mở ra. Ngửa mặt lên nhìn mặt, ở đây các bạn thấy có xuất hiện hai từ mặt. Mặt 1 và mặt 2. Mặt 1 ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp, mặt 1 ở đây là tác giả đã sử dụng nghĩa gốc, đúng không nào? Đó chính là mặt của con người, mặt của tác giả. Và đến mặt thứ hai này, đó chính là mặt của hình ảnh vầng trăng. Và mặt đối mặt thì cảm xúc ùa về, có cái gì rưng rưng. Và từ lấy rưng rưng gợi về cảm xúc của tác giả hơi bùi ngùi, ngậm ngùi. Như là đồng, là bể, quá khứ đã ùa về gắn liền với thiên nhiên, đồng, bể gắn liền với sông, với rừng. Quá khứ rất là tươi đẹp, đã nuôi lớn tâm hồn tuổi thơ của tác giả, là gắn liền với những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, trong sáng, đồng, bể, sông, rừng. Rồi biện pháp này, đây này, các biện pháp từ này, được chưa? Trăng cứ tròn vành vạnh, ở đây là khổ thơ cuối đúng không nào? Trăng cứ tròn vành vạnh và các em nhận thấy rằng hình ảnh của vầng trăng tròn và tròn vành vạnh ở đây tác giả lại sử dụng từ lấy để miêu tả hình ảnh của vầng trăng tròn, bên cạnh đó còn biểu thị về sự hiền từ của vầng trăng nữa, đầy đủ, nó còn ẩn nghĩa là như vậy, gợi về sự tròn đầy, gợi về sự hiền hòa. Được chưa? Kể chi người vô tình, ở đây vầng trăng hiền hòa hiền từ, không trách cứ người, không trách cứ kẻ vô tình, có nghĩa là tác giả đã quên đi quá khứ của mình. Ánh trăng im phăng phắc, và cái lặng im này như một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với tác giả, đó chính là con người cần phải sống ân nghĩa thủy chung, sống có trước có sau, đúng không nào? Và bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận thấy rằng lời nhắn nhủ của tác giả gửi cho các bạn đó là gì? Gửi cho thế hệ mai sau, gửi cho độc giả mai sau là con người cần phải biết sống, uống nước, nhớ nguồn, đúng không nào? Không được lãng quên quá khứ và trân trọng thiên nhiên, đúng không nào? Lời nhắc nhở, trân trọng thiên nhiên. Và thứ hai, nói về gì các em? À, uống nước nhớ nguồn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Như vậy ở phần liên hệ này, các bạn có thể liên hệ tới câu tục ngữ nào cũng có nghĩa là nhớ ơn đối với những người đi trước. Có thể là câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đúng không nào? Đều nói về việc gì nhỉ? À, chúng ta cần phải biết ơn những lớp người đi trước. Chúng ta cần phải biết ơn những người có công nuôi dưỡng chúng ta, công sinh thành. Đó chính là cha mẹ chúng ta này. Và ai nữa? Thầy cô và các bậc tiền bối đi trước dạy bảo chúng ta. Thì các bạn cần phải biết nhớ ơn, cần phải biết trân trọng những tình cảm của thế hệ trước dành cho thế hệ sau. Rồi, xoáy sâu cho cô vào hai vấn đề này, trân trọng thiên nhiên và đối với truyền thống rất là tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đó chính là
uống nước, nhớ nguồn. Và cuối cùng là kết bài, liên hệ cho cô nhé. Cô nhấn mạnh này, phải nêu được cho cô các biện pháp tu từ để thấy tài năng của tác giả, đánh giá về mặt nội dung và nghệ thuật, có thể là tham khảo trong phần ghi nhớ, sách giáo khoa để các bạn triển khai sâu sắc đối với phần đánh giá này. Cái phần đánh giá này thể hiện được cái quan điểm, cái nhìn nhận của mình với đoạn thơ này, về tác phẩm thơ này. Được chưa? Thấy tài năng của tác giả như sao, phải là một người tinh tế như thế nào và muốn nhắc nhở chúng ta điều gì. Xoáy sâu cho cô về mặt nội dung và về mặt nghệ thuật. Mỗi phần này, ví dụ như là khái quát này, phân tích này, đánh giá này và liên hệ, các em sẽ triển khai cho cô thành một đoạn văn cụ thể. Nhớ là mỗi một phần viết thành một đoạn văn, như vậy sẽ khiến cho bài viết của chúng ta trở nên khoa học hơn và người chấm cũng sẽ dễ cho điểm chúng ta, không thiếu sót được phần nào cả. Chưa nào? Còn bây giờ thì các em xem lại đề thi một lượt và xem rằng là có thắc mắc điều gì không. Nếu mà không còn điều gì thắc mắc thì đó là một điều rất là tốt. Còn thắc mắc thì các bạn hãy nốt ra một tờ giấy, sau đó là chúng ta sẽ cùng thảo luận nhé. Post lên phần bình luận để cô trò chúng ta sẽ cùng thảo luận về bài học ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ tiếp theo.